Sau chiến thắng hủy diệt trước đội tuyển Lào ở trận mở màn ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân nhà với tinh thần hừng hực khí thế, chuẩn bị cho trận quyết chiến với Indonesia. Nhưng liệu chiến thắng trước Lào có đủ để khẳng định sức mạnh thực sự của những chiến binh sao vàng? Hay đây chỉ là sự khởi đầu dễ dàng trước khi đối mặt với một thử thách thực sự? Câu trả lời sẽ chỉ rõ vào lúc 20 giờ ngày 15 tháng 12 khi sân vận động Việt Trì Phú Thọ biến thành một chảo lửa đích thực. Quyết định chọn sân Việt Trì làm sân nhà thay cho sân Mỹ Đình quen thuộc đã gây ra không ít tranh cãi. Nhưng có một điều không thể phủ nhận. Sân Việt Trì với sức chứa 20.000 khán giả đã nhanh chóng chứng tỏ sự hấp dẫn. Theo công bố từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, vé đã được bán sạch trong thời gian ngắn, cho thấy sức nóng của trận đấu này không chỉ nằm ở trên sân cỏ, mà còn lan tỏa tới từng khán đài. Nhưng liệu áp lực từ biển người hâm mộ có trở thành con dao hai lưỡi? Huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn khi mỗi đường bóng, mỗi pha xử lý đều có hàng nghìn ánh mắt dõi theo và hàng loạt kỳ vọng đang đè nặng. Đã từng có không ít đội bóng gãy cánh trên chính sân nhà của mình khi áp lực vượt quá ngưỡng chịu đựng. Liệu đội tuyển Việt Nam có đủ bản lĩnh để biến áp lực này thành động lực, hay sẽ lặp lại những sai lầm cay đắng trong quá khứ? Nhắc đến Indonesia, người hâm mộ Việt Nam không thể quên những trận cầu kịch tính và đầy tranh cãi trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Tính riêng tại đấu trường ASEAN Cup, cả hai đã chạm trán 6 lần kể từ năm 2014 với thành tích ngang ngửa. Mỗi đội một chiến thắng và 4 trận hòa. Nhưng con số thống kê này liệu có còn ý nghĩa khi bước vào trận đấu mang tính quyết định như lần này? Năm 2016, Indonesia từng khiến Việt Nam phải cúi đầu rời sân với thất bại 1-2. Nhưng 6 năm sau, tại ASEAN Cup 2022, những chiến binh sao vàng đã đòi lại món nợ với chiến thắng đầy mỹ mãn 2-0 nhờ cú đúp của Tiến Linh. Và giờ đây, Tiến Linh một lần nữa được kỳ vọng sẽ là ngọn giáo sắc bén trên hàng công của Việt Nam. Liệu chân sút này có thể tái hiện màn trình diễn xuất sắc như năm 2022 để mang về chiến thắng cho đội nhà? Trước trận cầu định mệnh, Tiến Linh đã khiến cả Đông Nam Á chấn động với lời tuyên bố đầy chất thép. Indonesia, hãy chuẩn bị đối mặt với cơn báo đỏ. Chúng tôi sẽ không chỉ giành chiến thắng mà còn đòi lại món nợ đã vay từ lần đối đầu trước. Lời khẳng định mạnh mẽ của tiền đạo số 1 Việt Nam ngay lập tức làm dậy sóng cộng đồng người hâm mộ. Với ánh mắt sắc lạnh và phong thái tự tin, Tiến Linh nhấn mạnh, đây không chỉ là một trận đấu, đây là lúc chúng tôi chứng minh sức mạnh thực sự của đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ khiến họ hiểu rằng, lòng tự tôn của Việt Nam là bất khả xâm phạm. Lời tuyên bố như tiếng sấm xé tan sự căng thẳng trước trận đại chiến. Các cổ động viên Việt Nam dậy sóng trên mạng xã hội, đồng loạt hô vang khẩu hiệu, đánh bại Indonesia, đòi lại tất cả. Còn phía Indonesia, sự im lặng đang bao trùm, như thể họ cũng cảm nhận được áp lực từ lòng kiêu hãnh của Việt Nam. Truyền thông quốc tế cũng không thể làm ngơ trước khí thế hừng hực này, gọi Việt Nam là một ngọn núi lửa sẵn sàng phun trào. Tiến Linh không chỉ đơn thuần là một tiền đạo, anh là biểu tượng của khát vọng chiến thắng, của niềm tự hào dân tộc. Nhưng liệu tuyên bố táo bạo này có trở thành gánh nặng hay sẽ là động lực để anh tỏa sáng rực rỡ trên sân cỏ? Đối với Indonesia, Tiến Linh không chỉ là một cầu thủ, anh là một cơn ác mộng sống. Với những pha bứt tốc mạnh mẽ, khả năng không chiến vượt trội và bản năng săn bàn sắc bén, Tiến Linh đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Những khoảnh khắc bùng nổ của anh không chỉ mang lại bàn thắng mà còn khiến đối thủ phải run sợ, mất tinh thần ngay trên sân. Không ít lần, hàng thủ của Indonesia đã bị xé toạc bởi sự lạnh lùng và quyết đoán từ chân sút này. Thống kê không biết nói dối, Tiến Linh là cầu thủ mà Indonesia sợ nhất khi đối mặt. Nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu Indonesia đã tìm ra cách khóa chặt anh hay chưa? Họ có thực sự dám chơi một trận đấu mạo hiểm khi biết rằng chỉ một phút lơ là, Tiến Linh sẽ trừng phạt họ bằng những pha bóng chết người? Tuy nhiên, sự kỳ vọng đặt lên Tiến Linh cũng là một áp lực khổng lồ. Nếu Việt Nam quá phụ thuộc vào anh, đó có thể trở thành con dao hai lưỡi. Indonesia không chỉ mạnh về thể lực, mà còn ở khả năng phòng ngự chặt chẽ và tổ chức phản công sắc bén. Họ sẽ không ngần ngại dùng mọi cách để phong tỏa Tiến Linh, thậm chí sẵn sàng chơi rắn nhằm làm giảm đi sự nguy hiểm của anh. Vậy huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ làm gì để giảm bớt áp lực cho cậu học trò cưng của mình? Liệu ông có sẵn sàng thay đổi chiến thuật, biến Tiến Linh thành mồi nhử để mở ra cơ hội cho những mũi nhọn khác? Hay ông sẽ tiếp tục đặt niềm tin tuyệt đối vào tiền đạo số 1 để anh gánh vác trọng trách dẫn dắt đội tuyển đến chiến thắng? Indonesia, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Shin Tae-yong, đã chứng minh rằng họ không phải là đội bóng dễ bị khuất phục. Với hàng thủ được tổ chức chặt chẽ và lối chơi giàu năng lượng, họ có thể khiến bất kỳ đội bóng nào phải chùn bước. Nhưng Việt Nam có một lợi thế mà Indonesia không thể sao chép.
sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng vạn khán giả nhà. Trận đấu này không chỉ là màn đối đầu giữa hai đội tuyển mà còn là cuộc chiến đấu trí giữa hai chiến lược gia. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ chọn cách chơi tấn công phủ đầu để tận dụng ưu thế sân nhà, hay sẽ kiên nhẫn chờ đợi cơ hội từ những pha phản công sắc bén? Đó là câu hỏi mà chỉ có tiếng còi khai cuộc mới trả lời được. Trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia hứa hẹn sẽ là một cuộc so tài nghẹt thở, nơi mà mọi ánh mắt sẽ dồn về Tiến Linh. Hay Indonesia sẽ hóa giải thành công mối đe dọa này và khiến Việt Nam phải trả giá vì sự phụ thuộc quá mức vào một cá nhân? Câu trả lời sẽ có trên sân cỏ, nhưng ngay bây giờ, chúng tôi muốn nghe ý kiến của bạn. Bạn nghĩ sao về tuyên bố của Tiến Linh? Liệu anh có làm được như lời hứa? Hay Indonesia sẽ làm nên bất ngờ? Hãy để lại bình luận của bạn ngay dưới đây và cùng chúng tôi thảo luận về trận đấu này. Trận đấu sắp tới giữa Việt Nam và Indonesia tại bảng B không chỉ là một trận bóng đá, mà còn là một trận chiến mang tính sống còn. Giới chuyên môn đã nhận định rằng kết quả của cuộc đối đầu này có thể thay đổi toàn bộ cục diện bảng đấu. Nhưng liệu mọi thứ có diễn ra theo dự đoán hay bất ngờ sẽ lại xuất hiện? Đó chính là điều khiến chúng ta không thể rời mắt khỏi sân cỏ. Cục diện hiện tại không cho phép sai lầm. Một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam đặt một chân vào vòng bán kết, gần như đảm bảo cho giấc mơ vươn xa hơn. Nhưng nếu thất bại, mọi thứ sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Indonesia là đối thủ không hề dễ chơi. Với lối đá rắn, kỷ luật và sự nguy hiểm trong những pha phản công, họ luôn là bài toán khó đối với bất kỳ đội bóng nào tại Đông Nam Á. Chúng ta đã thấy điều này trong các kỳ ASEAN Cup trước và không có lý do gì để nghĩ rằng họ sẽ thay đổi cách chơi trong trận đấu sắp tới. Nhưng đội tuyển Việt Nam có gì? Chúng ta có một Tiến Linh đang lấy lại phong độ, một Quang Hải với những đường truyền sắc bén và một hàng phòng ngự vững chắc hơn bao giờ hết. Liệu đây có phải là công thức để chiến thắng? Liệu Tiến Linh có tiếp tục ghi bàn hay Indonesia sẽ khóa chặt anh như cách họ từng làm với các tiền đạo hàng đầu khác? Hãy tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu Việt Nam ghi bàn sớm? Hay ngược lại, nếu Indonesia là đội mở tỷ số, liệu chúng ta có đủ bản lĩnh để lội ngược dòng? Và không chỉ các cầu thủ mà chính người hâm mộ cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong trận đấu này. Sân Việt Trì sẽ trở thành một chảo lửa với hàng nghìn trái tim hừng hực lửa đam mê bóng đá. Tiếng hò reo, cổ vũ sẽ là liều thuốc tinh thần giúp các cầu thủ vượt qua áp lực. Nhưng điều đó có đủ để biến lợi thế sân nhà thành chiến thắng? Câu trả lời phụ thuộc vào màn trình diễn của đội tuyển trên sân. Vậy, bạn nghĩ sao? Tỷ số sẽ là bao nhiêu? Ai sẽ là ngôi sao sáng nhất trong trận đấu này? Liệu Việt Nam có thể chiến thắng và viết nên một trang sử mới? Hay Indonesia sẽ khiến chúng ta tiếp tục ôm hận? Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Cùng dự đoán, cùng tranh luận và cùng tạo nên một bầu không khí bóng đá không thể quên ngay từ lúc này. Mọi suy nghĩ của bạn sẽ góp phần thắp sáng thêm tình yêu bóng đá nước nhà. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất trân trọng sự ủng hộ của quý vị và mong muốn nghe những nhận định, suy nghĩ của quý vị về nội dung mà chúng tôi vừa chia sẻ. Hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi có thể cải thiện và mang đến những điều thú vị hơn nữa cho quý vị. Quý vị và các bạn hãy dành tặng cho kênh một nút like, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.